Thằng này ở trong nhìn như cái đống cất á. Má ỷ đâu hiếp yếu, ba chơi một không chờ cũng què. Chó. Tụi ăn hại này đi về nhà trông thật là thảm hại. Bách nhục vô dục. Bọn tao đã kiểm tra tường, không có lỗ thủng cho Titan vào. Ê Eren, ra ngoài này chơi, tụi anh có cái này muốn nói. Gì mấy huynh? Tụi anh là Titan siêu to khổng lồ, anh chỉ cần chú đi chết, đơn giản vậy thôi, đi không? Giỡn hả mấy ba? Mày mà không đi, tụi tao sẽ húp diêm mày. Chết vẹn tụi mày. Chơi! Thằng lõi này mày đi với bố mày.